Thưa quý vị, trong khuôn khổ thăm làm việc tại tỉnh Champasak, chiều qua ngày 5 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, gặp gỡ cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam, bà con kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Champasak. Tổng lãnh sự quán tại Bắc Xê Nguyễn Văn Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, Tổng lãnh sự quán đón trên 16 đoàn của Việt Nam đến thăm, đồng thời Tổng lãnh sự đã phối hợp tốt với các tỉnh để thực hiện nghi lễ đón đoàn. Cảm ơn thành phố Đà Nẵng hỗ trợ rất mạnh mẽ đối với các tỉnh Nam Trung Lào. Phát biểu tại buổi thăm, thay mặt Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi đến Tổng lãnh sự, cán bộ, công nhân viên chức, bà con kiều bào, cộng đồng doanh nghiệp sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trên đất nước bạn Lào. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng vui mừng khi bà con sinh sống và làm việc trên đất nước Lào nói chung và năm tỉnh Nam Trung Lào nói riêng về cơ bản có sự ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của Lào. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng luôn xác định mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Nam Trung Lào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá cao vai trò Tổng lãnh sự đã hỗ trợ tốt cho bà con kiều bào vào hoạt động doanh nghiệp tại các tỉnh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Tổng lãnh sự tiếp tục phát huy làm cầu nối các tỉnh Nam Trung Lào với thành phố Đà Nẵng. Có ý kiến Bộ Ngoại giao chỉ đạo các địa phương khác cùng chung tay hỗ trợ các địa phương của Lào góp phần phát triển, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp của các tỉnh Nam Lào, tăng cường quan hệ kết nối, tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ bà con kiều bào và doanh nghiệp về mặt thủ tục pháp lý. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn cộng đồng người Việt phát huy, lan tỏa văn hóa Việt, các hoạt động truyền thống, đặc biệt là phát triển tiếng Việt. Một trong mục tiêu của Đà Nẵng là hướng đến xây dựng các trung tâm tiếng Việt tại các tỉnh miền Nam Trung Lào để phát triển tiếng Việt, tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau trong đời sống và phát triển kinh tế, luôn hướng về quê hương, có tiếng nói ảnh hưởng tại địa phương.